mời các bạn cùng nhóm Thông Công bước vào hành trình tĩnh tâm suy ngẫm về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu với chủ đề Hy vọng bùng lên từ đống tro tàn. Tại một vùng biển nọ, với đặc trưng về địa thế, nên luôn xuất hiện những dòng nước xoáy khiến người tắm biển thường xuyên gặp nguy hiểm. Đã có nhiều người thiệt mạng khi tắm biển tại đây. Một vài người nhận biết điều này nên tự nguyện đứng ra thay phiên nhau túc trực nhằm cứu hộ người gặp nạn khi cần thiết. Họ dần dần hình thành một nhóm cứu hộ ngay tại vùng biển này. Trong buổi đầu, họ chỉ có một căn chòi đơn sơ, giản dị và được dùng chủ yếu cho việc che nắng mưa cho người trực nhật cứu hộ. Vài năm sau ngày có những thành viên tự nguyện ra túc trực tại bờ biển, giờ đây họ đã xây dựng được một đội cứu hộ với số lượng đông nhất khu vực, với kỹ năng cứu hộ cực kỳ chuyên nghiệp. Nhóm cứu hộ này được chính thức công nhận bởi Tổ chức Cứu hộ Thế giới với tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều trang thiết bị tối tân được trang bị nhằm phục vụ cho công tác cứu hộ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đồng phục mắc tiền hơn. Không dừng lại tại đó, họ đã thành lập được một trung tâm với tên gọi Trung tâm Cứu hộ tại một tòa nhà lớn nhất, với tất cả những tiện ích đi kèm dành cho khách du lịch muốn tham quan như nhà ăn, khu mua sắm, khu giải trí. Ngoài ra, họ cũng có một bảo tàng để giới thiệu cho khách du lịch về lịch sử của trung tâm cứu hộ này. Tất cả lợi nhuận thu được đều dành cho công tác xây dựng thêm nhiều trung tâm cứu hộ giống như thế này, với mong muốn ngày càng nhiều người tham gia vào công tác cứu hộ trên biển. Một trong những điều đặc biệt và đáng chú ý nhất là trong ngày trung tâm cứu hộ được khai trương, số lượng người chết đuối tại bờ biển đó cũng đạt mức kỷ lục trong lịch sử. Từ lúc nào đó, họ đã quên hẳn họ là ai và được trao phó cho công tác gì. Họ không chỉ bỏ rơi nhiều mạng người dưới biển, họ còn hoàn toàn đánh mất chính mình bởi những ham muốn cá nhân. Vì vậy, từ một đội cứu hộ vĩ đại, nhóm này đã trở thành một đội cứu hộ tệ hại và vô tích sự không ai bằng. Thật đáng buồn khi trong lịch sử của tuyển dân Israel, Đức Chúa Trời cũng phải nhiều lần đối diện với một tập thể những người quên mình là ai, được gọi cho sứ mạng gì. Thậm chí, có những thời điểm họ hoàn toàn say hướng khỏi đấng đã chọn họ từ ban đầu, đặt lòng tin cậy vào vua chúa thế gian. Chính thái độ này của dân sự khiến Đức Chúa Trời phải phán với tiên tri Jeremy rằng: Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này: Con hãy đi mua cho mình một cái đai bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng chớ ngâm trong nước. Theo lời Đức Giê-hô-va truyền phán, tôi mua đai và thắt vào lưng. Lời Đức Giê-hô-va lại truyền cho tôi lần thứ hai rằng, hãy tháo cái đai con đã mua và đang thắt trên lưng ra, đi ngay đến bờ sông Ơ-phơ-rát và giấu vào một kẽ đá tại đó. Tôi đem giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va bảo tôi, con mau đến bờ sông Ơ-phơ-rát lấy lại cái đai mà ta đã bảo con đem giấu tại đó. Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát, đào lên và lấy cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai đã mục, không còn dùng được nữa. Bấy giờ, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm cho thói kiêu ngạo của Giu-đa và thói kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem mục nát như thế. Dân gian ác này không chịu nghe lời ta, cứ bướng bỉnh làm theo ý riêng của lòng dạ mình, chạy theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy. Chúng sẽ trở nên vô dụng như cái đai thắt lưng này. Đức Giê-hô-va lại khẳng định, vì như cái đai thắt chặt vào lưng người ta thế nào, thì ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và cả nhà Giu-đa vào ta thể ấy, để chúng làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi,
một niềm vinh dự cho ta, nhưng chúng không chịu lắng nghe. Jeremy chương 13, câu 1 đến câu 11. Đai là lớp trang phục lót dài đến đùi và được người ta mặc sát người. Việc đặt chiếc đai tại một kẻ đá nơi bờ sông là một hành động gần như hủy bỏ nó bởi tác động của thủy triều, ánh nắng, đất cát và vô số những tác nhân ngoại cảnh khác. Hình ảnh chiếc đai mục nát tượng trưng cho lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời gửi đến dân Israel nếu họ không thay đổi nếp sống lúc bấy giờ. Đức Chúa Trời mô tả dân Israel bấy giờ là một tập thể kiêu ngạo, gian ác, không chịu nghe lời, cứ bướng bỉnh làm theo ý riêng, chạy theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy. Hơn thế nữa, một nhà giải nghĩa kinh thánh nhấn mạnh rằng trong nhiều năm, những nhà lãnh đạo Juda đã quay sang Ai Cập, Assyri và Babylon để xin sự giúp đỡ thay vì chạy đến Đức Chúa Trời cầu xin sự trợ giúp. Đức Chúa Trời dùng tiên tri Jeremy để cảnh báo dân sự rằng họ đã trở nên vô tích sự trong mắt Ngài như chiếc đai bị quăng ngoài sông Euphrat. Và nếu họ không sớm trở lại với Ngài, công việc và cuộc sống của họ cũng sẽ bị Ngài hủy bỏ như cách tiên tri Jeremy bỏ rơi chiếc đai, phó mặc cho ngoại cảnh tác động. Điều duy nhất Đức Chúa Trời mong đợi từ dân sự của Ngài là việc gìn giữ lòng tin cậy nơi chính Ngài và chỉ duy Ngài mà thôi. Việc này không phải là nhiệm vụ bất khả thi cho mỗi chúng ta, vì chính Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng chính Ngài đã buộc chúng ta lại với Ngài trước, như cái đai thắt chặt vào lưng người ta. Sự ràng buộc này chặt chẽ đến nỗi Đức Chúa Cha buộc phải hy sinh con một yêu dấu của Ngài để cứu những ai đang vùng vẫy trong vũng lầy tội lỗi. Vì vậy, để cuộc đời không trở nên vô tích sự, mất phương hướng như cái đai ngoài bờ sông, mỗi chúng ta cần giữ mình trong sự ràng buộc với sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Chúng ta cần sống với nhận thức rằng cuộc đời chúng ta chỉ thật sự có hướng đi đúng khi chúng ta buộc mình vào Đấng đã buộc chúng ta lại với Ngài. Câu hỏi suy gẫm: đời sống của bạn có đang bị điều gì ràng buộc khiến bạn xa rời với sự tể trị và hiện diện của Đức Chúa Trời không? Điều bạn cần thay đổi ngay hôm nay là gì? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Đấng ràng buộc chúng con lại với Ngài thông qua sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, xin thứ tha con những lần xa rời khỏi tình thương của Ngài. Xin Chúa giúp con giữ mình trong mối liên hệ với Ngài mỗi ngày, để đời sống con tôn vinh Ngài luôn luôn. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.